Dân mạng dậy sóng khi Lan Ngọc tung ảnh mặc váy cưới. Trên mạng xã hội, Lan Ngọc khiến fan bất ngờ khi tung loạt ảnh ngọt ngào trong nhiều mẫu áo cưới độc đáo. Nữ diễn viên khoe khéo vóc dáng gợi cảm thông qua những chiếc váy cưới trên đậm phong cách hoàng gia, được cắt xẻ tinh tế. Ngoài ra, diễn viên phim Cánh đồng bất tận cũng diện váy 2 giây thêu hoa tinh xảo để lộ vòng một căng tràng. Bên cạnh đó, chiếc váy cưới tay bồng xuyên thấu nổi bật với những chi tiết đính kết tỉ mỉ, kỳ công cũng có phần làm nên hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy cho Ninh Dương Lan Ngọc. Những thiết kế váy cưới mà cô khoác lên mình đều có điểm chung là nhẹ nhàng, bay bổng, giúp bất kỳ ai khi chân diện đều có được diện mạo thanh thoát, trẻ trung nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ, các thiết kế cô chân diện đều thuộc bộ sưu tập Near My Princess của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Sau bao gương mặt nàng thơ quen thuộc như Ngọc Trinh, Nhã Phương, Minh Tú, thì cuối cùng nhà thiết kế Chung Thanh Phong cũng đặt lòng tin ở một mỹ nhân khác trong showbiz Việt để thực hiện bộ ảnh thời trang cho bộ sưu tập mới. Nhà mốt 8X chia sẻ rằng, Lan Ngọc có đầy đủ các yếu tố từ nhan sắc đến hình thể. Những gì mà tôi cần Ngọc thể hiện như làm bật lên hình ảnh của một cô dâu, một nàng công chúa kiêu sa, dịu dàng, cũng như tôn vinh được những thiết kế quyến rũ. Tôi tin khán giả khi xem qua bộ ảnh này cũng sẽ thấy tôi đã chọn đúng mỹ nhân phù hợp. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng khiến cư dân mạng tò mò khi diện váy cưới trong loạt ảnh được đăng tải trên Instagram từ giữa tháng 7. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tái bùng phát nên dự án công khai bộ sưu tập tạm hoãn, dẫn đến nhiều nghi vấn nữ nghệ sĩ lên xe hoa. Trước khi thực hiện bộ ảnh váy cưới cho bộ sưu tập Dear My Princess, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng không ít lần diện váy cưới và được fan khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, khi khoác lên mình những chiếc váy bồng xòe, trau chuốt tỉ mỉ của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Ninh Dương Lan Ngọc lại càng nhận về nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ. Chính nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn nên Ninh Dương Lan Ngọc dễ dàng cân nhiều thiết kế váy cưới khác nhau, cứ như thể đã được Chung Thanh Phong đo ni đóng giày từ trước. Nhà mốt gốc Đà Nẵng cũng khéo léo giao phó cho cô nàng nhiều kiểu váy ấn tượng, nên bộ ảnh chứa đầy những sự thú vị khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng đều có lòng trời mắt. Dự kiến, nhà thiết kế Chung Thanh Phong sẽ trình làng bộ sưu tập mới vào ngày 3 tháng 10. Ngoài 90 bộ váy trong Dear My Princess đã được nhà thiết kế hoàn thiện cách đây 2 tháng, anh cũng bổ sung thêm một số thiết kế mới để mang đến buổi ra mắt bộ sưu tập nhằm chiêu đãi những tín đồ thời trang.